Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thắp sáng niềm tin của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, vừa qua Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, Công ty Sách thiết bị Trường học Cao Bằng tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2021 và Xuân tình nguyện năm 2022 tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An. Chương trình được thực hiện vào những ngày đầu năm 2022 trong tiết trời lạnh giá như làm ấm hơn trong những ngày đông này. Trời bắt đầu mưa, cũng là lúc Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo và đoàn của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đến điểm trường chính, trường tiểu học Ngũ Lão, huyện Hòa An. Đoàn đến vào thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn luôn được chính quyền địa phương quan tâm, đặt lên hàng đầu. Tất cả ai có mặt trong buổi trao quà đều được test COVID trước khi vào khuôn viên của trường. Cũng do dịch COVID nên cả 3 cấp học của xã hạn chế học sinh đến nhận quà mà chỉ cho đại diện các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến nhận học bổng. Sau một thời gian lên kế hoạch, quyên góp kinh phí, chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2021 và Tình nguyện xuân năm 2022 đã được thực hiện tại xã Ngũ Lão. Chương trình được chuẩn bị khá chu đáo, đặc biệt là khâu di chuyển của đoàn từ Hà Nội lên Cao Bằng, mang những món quà ý nghĩa đến với giáo viên, học sinh xã Ngũ Lão cho thật an toàn. Các món quà mà các đơn vị tặng 3 trường tiểu học, trung học cơ sở và mầm non trị giá 200 triệu đồng, trong đó tặng 80 triệu đồng xây dựng nhà ăn cho điểm trường mầm non Lũng Gà. Điểm trường đã được xây dựng nhưng vẫn còn thiếu bếp ăn. Vì vậy, Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vận động quyên góp trong đơn vị số tiền trên. Ngoài ra, đoàn đã tặng 20 chiếc máy tính xách tay cho giáo viên, 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Ngoài ra, đoàn còn tặng nhiều sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, quà Tết và nhu yếu phẩm cho học sinh của 3 trường. Thay mặt cho Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục Đào tạo, cảm ơn tỉnh đoàn Cao Bằng, được các đơn vị phối hợp là Công ty Cổ phần Sách thiết bị Trường học Cao Bằng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục Đào tạo và PA03 Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2021, Xuân tình nguyện năm 2022. Lần này thì bên em có hỗ trợ kinh phí để xây dựng một cái bếp ăn cho điểm trường mầm non, điểm trường Lũng Gà của xã Ngũ Lão. Thực ra khi mà có đi nhiều nơi đến thực tế mới thấy rằng là điều kiện để đi lại ăn ở học tập của các giáo viên và học sinh ở Cao Bằng nói riêng và các cái vùng Tây Bắc của Việt Nam nói chung là rất là khó khăn. Về cơ bản thì về cơ sở vật chất thì cũng đã được Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo đã đầu tư cho là cũng tương đối là khang trang đối với những điểm trường chính. Tuy nhiên thì hôm nay thì bọn em cũng do là thời gian cũng bị hạn chế và tình hình dịch bệnh cũng là rất là phức tạp nên là chỉ đi được điểm trường chính, còn lại điểm trường phụ đó là trường mầm non Lũng Gà, điểm trường Lũng Gà của Ngũ Lão thì chưa đến được. Đây là một trong những cái điểm trường mà trong cái hình ảnh thực tế thì thấy rằng là đi lại là vô cùng khó khăn, mà ngay chúng ta thấy rằng ngay trời mưa này có một chút thôi mà chúng ta cũng không thể nào đi vào thực tế trong cái điểm trường đấy bởi vì đường quá nầy nộn, thì mới thấy rằng là cái công cuộc mà mang cái con chữ đến với tất cả các học sinh ở những cái vùng cao này phải nói là thực ra là rất đáng trân trọng. Nếu mà được nói lên tâm tư tình cảm với lãnh đạo của ngành giáo dục đào tạo thì rất mong là các vị lãnh đạo sẽ tạo điều kiện quan tâm hơn nữa cho những cái điểm trường vùng sâu vùng xa, nói riêng ở Cao Bằng nhưng mà còn rất nhiều các cái điểm trường khó khăn ở trên Việt Nam này. Với 20 chiếc máy tính xách tay được tặng cho giáo viên hai trường tiểu học và trung học cơ sở, đây là món quà ý nghĩa đối với các thầy cô, bởi đây là thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy. Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Công ty Sách thiết bị Trường học Cao Bằng là những đơn vị hàng năm thực hiện các chương trình tình nguyện, an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội thì cũng có truyền thống về cái việc là lá lành đùm lá rách, thế rồi hỗ trợ các đồng bào vùng sâu vùng xa. Thì ở phòng là có truyền thống làm hàng năm, và năm nay thì đầu năm thì chúng tôi cũng đã có một chương trình là nòng cốt là thanh niên phụ nữ của đơn vị là tham gia hiến máu để tặng giọt máu hồng trong mùa đại dịch. Thế và chương trình này thì cũng được là cán bộ chiến sĩ trong phòng là ủng hộ, tự đóng góp và gửi đến đồng bào vùng sâu vùng xa.
các điểm trường. Ở đây hôm nay chúng tôi đến là có 3 điểm trường. Thì chúng tôi rất là muốn là với kinh phí nhỏ bé thì cũng một phần là hỗ trợ cho các giáo viên và học sinh đỡ khó khăn trong giảng dạy và học tập. Nhưng cái chính là chúng tôi muốn mang đến cái tình cảm, cái sự động viên, sự ủng hộ để các giáo viên cũng như là các em học sinh cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của cán bộ chiến sĩ của công an thành phố với các giáo viên và học sinh vùng sâu vùng xa để các em đón Tết vui vẻ và học tập tốt, sau này thì sẽ trở thành những người công dân có ích cho địa phương. Những món quà mà đoàn đã tặng cho giáo viên học sinh của 3 trường thuộc xã Ngũ Lão, huyện Hòa An là nguồn động viên đối với học sinh và giáo viên cố gắng dạy tốt, học tốt. Đặc biệt, đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận được học bổng. Mặc dù mỗi suất chỉ 500.000 đồng, nhưng đây cũng là món quà quý đối với các em. Thì trong những ngày hôm nay, trong những ngày gần đến Tết Nguyên đán thì rất là vui. Đơn vị nhà trường được đoàn công an thành phố Hà Nội PA03, đoàn thanh niên Bộ Giáo dục, tỉnh đoàn thanh niên, công ty sách thiết bị Cao Bằng đến tặng quà, những món quà rất là ý nghĩa, thiết thực. Thì chúng tôi rất là ấm lòng, thì rất là động viên tinh thần và vật chất. Thì chúng tôi xin hứa là tiếp nhận và sẽ sử dụng tốt, có hiệu quả những món quà mà các anh chị đã mang đến, mà xin hứa là dù khó đến đâu tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. Khép lại chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021 và tình nguyện xuân năm 2022 tại xã Ngũ Lão, đoàn thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ thực hiện. Dù giáo viên và học sinh không đến được đầy đủ do ảnh hưởng của dịch Covid, nhưng hơi ấm của những lực lượng đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị đã sưởi ấm mùa đông lạnh giá, kịp thời động viên giáo viên, học sinh yên tâm công tác và học tập. Một xã không xa trung tâm thành phố là mấy, nhưng đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Sự khó khăn ấy luôn nhận được sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội. Đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nó được phát huy và nhân rộng trong mỗi chương trình thiện nguyện đến với đồng bào vùng cao. Đó là món quà vô giá, ấm áp tình người. Đến đây, chuyên mục Thắp Sáng Niềm Tin tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Nhiều điều phủ